đây. Lời đầu tiên Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay cũng tiếp tục trên cái chuyến thiện nguyện, cũng có một bà cô giới thiệu hoàn cảnh của một cụ và một anh cũng hết sức là đặc biệt. Xin mời quý vị và các bạn ta cùng theo dõi ha. Dạ, con xin chào cụ. Cụ nói đi. Dạ, con xin chào cụ. Nói gì? Cụ tên gì? Bùi Thị Ảnh. Dạ, cụ nhiêu tuổi rồi? 80. Ngoại 80 tuổi ha. Rồi anh là sao ngoại? Con. Con hả? Anh bị như thế nào cụ? Nó bị hồi nó 5 tuổi tới bây giờ. Thì từ 5 tuổi tới giờ luôn hả? Bây giờ nó bốn, nó cũng ngọ năm nay 4 mấy rồi. Dạ. À, đây quý vị, em trai 40 mấy tuổi rồi. Em bị từ lúc 5 tuổi bị giống như là bị sốt ha ngoại. Dạ. Sốt phải liền. Teo giò nằm cái lưng. Xin lỗi vì đi ngoài nắng. Nãy giờ ho quá. Rồi ngoại phải lo cho em nói vậy đó hả? Dạ. Dạ. 80 tuổi rồi mà ngoại phải lo vậy nữa. Dạ. Rồi có ai giúp ngoại để phụ tiền lo cho em nó không? Có, em nó đi mặn rồi. Em út nó đi mặn. Về lo cho cụ với em nó luôn hả? Dạ. Rồi lối xóm bà con có thường giúp phụ không? Cũng có chút đỉnh. Hồi lúc nó mạnh nó bò qua bà, tiệm của cô bảy ngày thường. Giờ đi hết đâu rồi. Ngoại được mấy người con? Vì trai vì gái đâu cũng 6-7 đứa mà nó tứ tán hết trơn rồi. Không có về thăm ngoại à? Không có, đây là mấy đứa nào. Đứa nào nó gần thì nó khỏi thăm, đứa nào đi mần xa thì nó đi mần xa. Bận thì không có về. Dạ. Ngoài 80 tuổi rồi quý vị, phải chăm nom cho em. Em nó tên gì ngoại? Trương Văn Hùng. Trương Văn Hùng hả? 45 tuổi hả? Dạ. Em đó bị từ lúc 5 tuổi luôn. Từ lúc 5 tuổi tới giờ đó ẩm bồng nổi, giờ bồng hết nổi rồi, nó bự rồi. Rồi khi mà tiểu tiện rồi sao ngoại? Nó tiểu thì nó đổ ra đó, còn nó... Chứ nãy giờ con nghe cái mùi nó hôi. Ừ, nó hơi khác. Còn ngoại đâu có làm nổi hả? Không có nổi rồi, nó đi lại thì nó... Trong cái ca đó mình đi đổ. Mình đi đổ chỗ khác. Rất là mà cảnh rất là khó khăn, rất là khổ luôn kìa. Cái mùi nó bốc lên đó, trời nắng này á, cái mùi khai nó bốc chịu không nổi luôn á. Ho luôn. Mình hoài ho luôn quý vị. Bà ngoại 80 tuổi mà chịu nổi cảnh này, phải chăm sóc cho con thì quý vị biết hết sức là đặc biệt luôn. Và gia đình mà có một cái hoàn cảnh như thế này, có một cái người con mà bị như thế này không ai muốn quý vị. Rất là cực khổ, rất là khổ trong tâm luôn. Dạ. Ông ngoại đâu? Ngoại mất lâu rồi. Mất lâu rồi hả ông ngoại? Mất bao lâu rồi? Ông mất lâu rồi, đâu cũng 9-10 năm nay đặng. Dạ. Bỏ ông ngoại ha. Dạ. Bỏ ông ngoại lại phải chịu cái cảnh này. Chịu cảnh này khổ hơn ai. Dạ. Hồi nó nhỏ thì ẩm bồng nổi, bây giờ đâu có bồng nổi. Giờ nó bò rồi, giờ thậm chí bây giờ nó ngồi xiêm xiêm nữa, nó ăn cơm thôi chứ đâu có ngồi lâu, đồ cơm cái nằm vậy đó. Dạ. Như quý vị biết, thử chúng ta mà chăm sóc người như thế này chừng 1 ngày 2 ngày thôi là chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi. Và cái này bà ngoại phải chịu suốt 45 năm. Rất là một cái, nói là một cái cảnh cũng rất là hãi hùng ngoại ha. Khổ. Rồi vậy ngoại đâu có đi đâu được ha? Từ lúc đó ngoại đâu có đi đâu được ha? Dạ, không ở nhà chăm nó đâu có đi. Mà đi đổ ra ngoài luôn vậy ha? Nó hai khai, nó hôi, chịu gì nổi ngoại.
Ê, con thấy nó bay mùi con rồi, con chịu không Dạ, nổi. thì cái đó nó mới đỡ tiểu đây là con nó thải này chú. Chú về dầm giấy và cũng bưng chú đổ tuốt là kia. Giờ đâu có xuống sông, hai con không to xuống sông sợ té. Bây giờ còn lết đi được không? Không. Nằm luôn rồi hả? Nằm đó. Nói được không ngoại? Nói chuyện được không? Có khi nói, có khi nghe. Tôi nằm ở ngoài, anh kêu bà Tư ơi, bà Tư. Tôi Kêu nghe tôi gọi vậy. kêu bằng bà Tư không Ờ, hả? à, tôi kêu bà Tư. Kêu bà Tư chứ không có kêu mẹ hả? Không, kêu bà Tư. Thì tôi mới nghe cái tôi vô tôi đổ cái ca cho nó. Em còn nói chuyện được không? Được hả? Đâu em nói chuyện chào quý vị khán giả coi. Nói thử đi. Nói chào quý vị khán giả coi. Nói đi. Hôm nay có Mạnh Thường Quân tới hỗ trợ biếu cho em phần quà nè. Nói được không? Nói đi. Nói cảm ơn đi, Nói chứ cảm ơn được không? nói đi, nói lại cảm ơn đi. Vui không? Thấy thấy tới nhà vui không? Gật đầu đi vui không? Hôm nay tụi con đến có một cái phần quà hả ngoại, gồm đủ đường, dầu ăn, nước tương, nước mắm, bột ngọt, muối gì đó. Ở đây có một bao gạo nữa, Dạ. biếu gia đình để vượt qua phần nào cái khó khăn trước mắt ngoại ha. Dạ. Dạ, cái phần quà này là của một chị Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ giấu tên, gửi tặng cho gia đình mình. Và biếu vào ngoại thêm, chị cũng biếu vào ngoại thêm 200 ngàn nha, Dạ, cũng cảm để ơn. mua đồ ăn cho em nó dùng ngoại ha. Dạ. Dạ, giờ ngoại hướng về đây nè ngoại. Ngoại cảm ơn chị Mạnh Tường Vương giấu tên ở bên Mỹ. Cảm ơn, dạ, cảm ơn cô Mạnh Thường Quân ha, Dạ. ở bên Mỹ, cảm ơn, rất cảm ơn mấy chú này nữa, cô bạn bên sau mấy. Thì hôm nay em cũng bên ngoài cũng thay mặt chị dấu tên ở bên Mỹ cũng đến thăm gia đình và trao cũng trao một cái phần quà gồm tất cả đầy đủ các cái và một bao gạo cộng 200 ngàn tặng cho ngoại. Thì Minh Hoàng cũng thay mặt cho gia đình, thay mặt ngoại cảm ơn chị cũng như các Mạnh Thường Quân rất là nhiều, đã phát cái tâm thiện nguyện đến cho bà con nghèo ở Việt Nam mình, gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, cũng giúp được cho bà con vượt qua một cái phần nào đó cái sự khó khăn trước mắt. Dạ, mình một lần nữa Minh Hoàng xin cảm ơn chị và cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã xem và đồng hành cùng Minh Hoàng giúp những hoàn cảnh khó khăn. Trước khi kết thúc video, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Ngoại chào quý vị khán giả ngoại. Dạ, chào chào quý vị khán giả. Rồi tôi con xin phép ngoại, tôi con về ha. Dạ. Ngoại giữ gìn sức khỏe để lo cho em nha. Dạ. Rồi. Thôi Minh Hoàng xin chào và cảm ơn tất cả quý vị. Ta tính chào trong nước ngoài nước gì đó cho nó dài dài chút. Hãy